bây giờ? Nói ta nghe xem, muốn làm thức ăn cho chó ngao Tây Tạng của ta, hay là đồng ý mối hôn sự này hả? Đồng ý, tôi đồng ý. Các người thì sao? Đồng ý ạ. Sao lại có hai cô con gái? Chàng trai, cậu nhìn chúng ai? Cháu cần, em gái Thư Nhã, được. Chuyện này cứ quyết thế đi. Nếu còn chuyện gì nữa xảy ra thì ta sẽ cho vợ chồng các người xuống 18 tầng địa ngục. Chàng trai, vợ cậu xinh đó, đừng phụ lòng con bé. Ông yên tâm đi, đi thôi. Thật xấu hổ, cô ghét tôi như vậy mà còn phải gọi tôi là em rể. Ông cũng thế, còn phải gọi tôi là con rể. Mày đừng mơ, sớm muộn tao cũng cho mày cút. Thế để tôi nói với ông. Đùa thôi, tao sợ mày rồi đấy. Đúng là con trai, chuyện của vợ con đã xong rồi, bố cũng phải về quê rồi. Bố về làm gì? Bố có bạn ở trong thành phố, nhờ người ta giới thiệu việc làm cho, không phải là được rồi sao? Mộ của mẹ con không ai quản, bố sao có thể để bà ấy cô đơn ở quê được? Cũng đúng, bố đối xử với mẹ tốt thật. Bố là có lỗi với bà ấy. Năm đó khi bà ấy mang thai được 10 tháng, bố không thể ở cạnh bà ấy. Khi sinh con ra, cũng là cô ấy tự dùng dao cắt dây rốn, bố không có ở bên cạnh bà ấy, không kịp cứu bà. Vậy lúc đó bố đang làm gì thế? Sao lại không có bên mẹ? Lúc đó Chiến Hoàng nghe máy này. Alo, Ngạo Thiên, hai ngày tới em lâm bồn rồi, khi nào anh trở về được? Liên quân cửu quốc đang đánh vào, anh đã chiến đấu đẫm máu hơn chục ngày, bây giờ vừa mới xoay chuyển được tình thế, anh không thể rời khỏi, bằng không quân đội sẽ gặp nguy, quốc gia cũng gặp nguy. Chiến Hoàng, Vệ quốc đại thắng, đánh bại liên quân, đại đế lệnh cho Chiến Hoàng mau chóng về cung, phong vương thụ tước, đa tạ đại đế công nhận, bảo vệ đất nước là nhiệm vụ của một chiến binh. Chiến tranh đã kết thúc, tôi còn có việc khác, xin phép cáo từ. Thục Nhã, Thục Nhã, Thục Nhã. Vì thế, con trai à, gặp được người mình yêu thì hãy ở bên cô ấy nhiều vào. Nhất định phải đối xử tốt với cổ, nếu không sau này con kiếm được nhiều tiền hay có quyền lớn thế nào thì cũng không mua được những tiếc nuối đâu. Vâng, bố, con sẽ đối xử tốt với Thư Nhã. Ai dám động vào một sợi tóc của cô ấy thì con sẽ liều mạng với kẻ đó. Giỏi lắm, đây mới là con trai ta. Đó là đương nhiên. Đúng rồi, cầm lấy. Cái gì thế? Trong đó có 3 số điện thoại. Số thứ nhất, khi con thiếu tiền, muốn bao nhiêu, người đó cũng giúp con. Số thứ hai là của người rất có tiếng ở địa phương. Khi còn có người gây khó dễ cho con, người đó sẽ bảo vệ con. Số thứ ba, khi nào gặp rắc rối, tìm người này, chắc chắn sẽ được đòi lại công bằng. Thật hay giả thế, đỉnh vậy sao? Bố nói này, đừng tùy tiện gọi điện cho họ, đặc biệt là người thứ ba. Con biết rồi, ừ, con trai, sống cho tốt, đừng làm bố mất mặt. Bố đi đây, vâng. Lại tới làm gì? Đây cũng là nhà của tôi, sao tôi không được tới? Nghĩ hay đó, Thư Nhã còn chưa kết hôn đâu, mà mày đã muốn vào Trần gia ở rồi. Có nhiều phòng trống như thế, tôi ở thì có làm sao? Không cho mày ở đó thì sao? Mẹ cho anh Tiểu Phàm ở, không được sao? Không được. Cái phòng này cho dù có mốc cũng không cho nó ở. Cái phòng này cho dù có mốc cũng không cho nó ở. Được, tôi ra ngoài thuê nhà ở. Anh Tiểu Phàm, em sẽ sống cùng anh. Mày có mất giá không chứ? Một kẻ nhà quê như nó mà mày cũng bám dính như thế. Mẹ đừng nói anh Tiểu Phàm như thế. Sau này anh ấy sẽ phất lên thôi. Nó thì làm ăn được cái gì? Không có văn hóa, không có bối cảnh, nó mà phất lên được thì lợn còn leo cây được ấy. Mẹ vợ đại nhân, đừng gọi tao là mẹ vợ, đừng coi thường thanh niên nghèo. Mày có giỏi thì có tiền đồ đi cho tao xem. Nếu mày thực sự có tiền đồ thì tao quỳ xuống dập đầu cho mày. Được, đó là bà nói đấy. Chúng ta thuê nhà trước đi. Đi, Thư Nhã. Sếp, tôi muốn thuê một ngôi nhà có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách.
Vâng, vâng, tôi sẽ qua xem ngay. Đi thôi. Thưa Nhã, sao em lại ở đây? Ai đây? Liên quan gì tới anh? Chắc không phải là bạn trai đó chứ? Đúng thế, sao không? Cô điên rồi ư? Tìm một tên nhà quê như vậy, làm bạn trai mình. Gu của cô, từ khi nào mà mặn thế? Gu của cô, từ khi nào mà mặn thế? Alo, đến chưa? Đến rồi, đang ở dưới tầng. Thưa anh, là anh muốn thuê nhà đúng không? Đúng. Cái gì, thuê nhà? Chắc không phải mày nghèo, đến nỗi không mua được nhà, nên phải đi thuê đó chứ. Người sống trong biệt thự như tao, thấy thật đáng xấu hổ. Thưa Nhã, đây là cô đang sỉ nhục tôi đó. Cô biết không, người đẹp trai nhà giàu như tôi, theo đuổi cô không đồng ý, lại đi ở bên thằng danh nghèo rách này. Cô đúng là khiến tam quan của tôi bị hủy hết cả rồi. Mày nói tao nghèo, đúng tao nói mày đó. Đợi đó tao gọi cuộc điện thoại cho mày xem. Alo, chú à, cháu là Tiểu Phàm. Tiểu Phàm à, có chuyện gì sao? Chú, bây giờ có người đang sỉ nhục cháu, nói cháu nghèo. Chú nói xem nên làm sao? Cái gì? Có người nói cháu nghèo? Đúng là mù rồi mà. Đúng đó. Chú nói xem giờ nên làm sao? Có hai cách. Thứ nhất, cháu cần bao nhiêu tiền, chú dùng tiền đập chết hắn. Cách thứ hai, cho dù hắn giàu thế nào thì ở Vân Châu này, ta lúc nào cũng có thể khiến hắn phá sản. Vâng, cháu thấy, cùng dùng cả hai cách luôn đi. Chú tao nói rồi, đang cử người đưa tiền tới đây, để mày xem thực lực của chú ấy. Mày đúng là giỏi diễn, một kẻ thuê nhà để ở như mày mà cũng đòi so sánh với một người sở hữu vài căn biệt thự như tao. Anh Huy, anh bị chúng coi thường thật kìa. Có cần em ra tay xử lý giúp không? Đừng, đừng, đừng. Người giàu chúng ta cần có tố chất, người ta nghèo đã đáng thương lắm rồi, còn tẩn hắn thì tàn nhẫn lắm, chi bằng để hắn xấu hổ đến chết, không tốt sao? Trương Huy, anh đừng có quá đáng. Tôi không hề quá đáng. Nếu hôm nay hắn không có tiền đập tôi thì tôi sẽ bắt hắn quỳ xuống đây. Thật à? Thế thì tôi sợ quá đi. Sợ rồi à? Nếu như mày để Trần Thư Nhã ngủ một đêm với tao thì tao sẽ tha cho mày. Anh Tiểu Phàm, chúng ta mau đi thôi, đừng phí lời với đám người này. Muốn đi à? Hôm nay nếu hắn không có tiền đập chết tôi thì chuyện này chưa xong đâu. Vậy à? Đây, xin hỏi vị nào là Tiểu Phàm tổng? Là tôi. Còn Tiểu Phàm tổng cơ đấy, cậu đã thấy ông chủ của khu dân cư này bao giờ chưa? Tôi chưa từng thấy ông chủ của khu dân cư, nhưng tôi từng thấy có kẻ giả danh ông chủ. Không phải mày nói sẽ cho người đem tiền tới đập chết tao ư? Sao lại hai người tới, còn đi tay không nữa? Đúng đó. Tiền đâu? Không phải mày nói sẽ cho người đem tiền tới đập chết tao ư? Sao lại hai người tới, còn đi tay không? Đúng đó. Tiền đâu? Tôi không đem tiền. Không đem tiền. Diễn viên mày tìm cũng chẳng phối hợp nữa kìa. Không phải mày kêu sẽ lấy tiền đập tao à? Để tao bất ngờ phát nào. Mau lên, tao muốn thấy mày dùng tiền đập chết tao quá đi. Lại nhà quê như mày mà cũng dám so tiền với phú nhị đại như anh Huy. Trương Huy, anh có tiền thì giỏi lắm à? Tôi không cho phép anh bắt nạt anh Tiểu Phàm. Trần Thư Nhã, hôm nay cô phải làm bạn gái của tôi thì tôi sẽ cân nhắc tha cho hắn. Nếu không, hắn sẽ phải chết thảm. Vậy ư? Chỉ dựa vào mày, một tên diễn viên được mời tới với vài chục thì có tư cách gì nói tôi? Cút cho tôi, người khác gài bố tôi. Bố tôi gài tôi à? Chú không mang tiền thì tới đây làm gì? Rước nhục à? Tiểu Phàm tổng, tiền mặt thì tôi không mang, nhưng tôi có mang một tấm thẻ, được không? Thẻ? Đúng, tấm thẻ này là thẻ đen siêu cấp của Ngân hàng Toàn cầu. Cả thế giới chỉ có 100 người giàu sở hữu nó, tài sản phải hơn 1.000 tỷ, sở hữu quyền hạn rút 1 tỷ bởi các ngân hàng lớn. Chém, chém gió tiếp đi. Loại thẻ này tôi còn chưa từng thấy mà ông lại đòi có. Tôi đây đường đường là một phú nhị đại, ông coi tôi là đồ ngu à? Thế này cũng chém hơi quá rồi đó. Tôi sắp mất hết cả mặt rồi đây. Thằng danh, mau lại đây, quỳ xuống chờ chết đi. Chết cái gì? Cậu có từng tìm hiểu xem đây là thẻ thật hay giả chưa? Không cần tìm hiểu, tôi lấy mạng của mình ra đảm bảo, các người chính là một lũ chém giỏi. Được, thể để tôi cho cậu mở mang tầm mắt. Được, tôi mở mang tầm mắt. Vị này là nhân viên chăm sóc khách hàng Ngân hàng Toàn cầu. Chúng ta để cô ấy xác minh tấm thẻ này là thật hay giả. Ông nói gì? Cô ta là nhân viên chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Toàn cầu. Con mẹ nó, ông tưởng mình là ai mà có thể tùy tiện đưa nhân viên chăm sóc khách hàng của họ theo? Đây là thẻ của tôi,
Đây. Đây là thật ư? Có khả năng nó là hàng giả không? Đúng, sao tôi biết nó phải thật không? Trên này có số điện thoại công khai của ngân hàng, các anh có thể tra được tên và mã số nhân viên của tôi. Bây giờ tôi sẽ dùng điện thoại đăng nhập vào hệ thống của ngân hàng. Kiểm tra số dư của tấm thẻ này. Được, để tôi xem. Các người diễn được đến lúc nào? Ở Vân Châu, chỉ có gia tộc thượng quan, những người khác đều không được sở hữu thẻ đen siêu cấp của ngân hàng này. Nói cho tôi, số dư trong tấm thẻ này. Xin chào, số dư của tấm thẻ này là 138 tỷ nhân dân tệ. Cái gì? 138 tỷ. 13800亿. Sao có thể, cô tưởng đây là tiền âm phủ sao? Đúng. Chắc chắn là không thể. Đây, chắc chắn là trò đùa của các người. Được tôi. Vậy để tôi thêm vài trò nữa cho cậu. Tiểu Phàm nói, muốn cả nhà cậu phá sản. Bây giờ cậu có thể đọc danh tính của bố mình lên. Ngay lập tức tôi sẽ cho cả nhà các người đi ăn xin. Con mẹ nó, ông tưởng ông là ai? Bố tôi Trương Đức Lợi, làm bất động sản. Ông thử xem. Được tôi, cậu đợi đó. Được tôi đợi. Để tôi xem, vở kịch này, ông diễn thế nào? Trực giác của tao suy đoán, mày sẽ quỳ xuống cầu xin tao. Con mẹ nó, mày tưởng mày là ai? Ông đây mà quỳ cầu xin mày ư? Đợi mày diễn xong kịch, xem tao xử lý mày thế nào. Được. Tiểu Phàm Tổng, đợi lát nữa, tôi sẽ đưa cả nhà hắn ra đường xin ăn. Được. Tôi đợi. Bố, thằng khốn, mày làm gì không làm, lại đi động vào Diêm Vương, người của ngân hàng tới đòi nợ, đối tác kéo vào danh sách đen, Trương gia toang rồi. Diêm Vương, ai là Diêm Vương? Người đó tên Viên Tiểu Phàm, mày có động vào người nào tên này không? Viên Tiểu Phàm. Mày là Viên Tiểu Phàm. Sao, muốn đánh tao à? Không. Đại ca, đều là lỗi của em, anh tha cho em một lần đi. Anh Huy, anh làm sao thế? Khốn nạn, còn không mau quỳ xuống. Các người cứ quỳ từ từ, tôi đi thuê nhà. Cái gì, cậu còn thuê nhà sao? Không cần đâu, trong thẻ này có nhiều tiền như vậy, cầm lấy mua căn biệt thự đi. Cậu còn thuê nhà sao? Không cần đâu, trong thẻ này có nhiều tiền như vậy, cầm lấy mua căn biệt thự đi. Thôi, 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 bố tôi nói rồi, nếu không cần thiết thì không thể nhận ân huệ từ người khác, phải trả bằng mạng đó. Viên Tổng, đều là lỗi của tôi, anh tha cho Trương gia một lần đi. Cầu xin anh, Phú Nhị Đại các người, mà còn phải cầu xin một kẻ nhà quê như tôi ư? Anh tha cho chúng tôi một lần đi, hãy cho tôi một cơ hội, được không? Tôi sai rồi, sao thế, còn muốn ép tôi tần anh? Được, ký hợp đồng đi. Đã chuẩn bị xong rồi đây, hai bản giống nhau. Được. Vậy tôi đi trước. Anh Tiểu Phàm, anh giỏi quá. Sao anh lại quen người của nhà thượng quan thế? Cái này, nếu nhất thiết phải có lý do thì chính là do anh giỏi đi. Anh đâu chỉ giỏi, mà là quá giỏi luôn ấy. Thư Nhã, yên tâm đi, làm vợ anh, em chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Em tin anh. Đừng. Đừng. Sao thế? Mẹ em nói, chưa cưới thì không được như thế. Trời ạ, vẻ đẹp của thế giới đều ở đây, Thư Nhã. Bây giờ chúng ta mới đang yêu nhau, chỉ có thể hôn. Thế. Thôi được rồi. Thôi hỏng. Lại sao nữa? Hôm nay là đại thọ 80 của ông ngoại, em đã nói sẽ đến chúc mừng rồi. Vậy mau đi đi. Anh phải đi với em. Anh. Tại sao chứ? Bây giờ anh là chồng sắp cưới của em, chúng ta là người một nhà, anh phải đi với em. Vậy anh còn phải tặng quà à? Đương nhiên rồi. Được rồi, vậy anh sẽ tặng một cái bánh kem. Anh, chỉ tặng bánh kem à?
nếu không thì sao? Nhìn người ta tặng quà, đều là hàng chục, hàng trăm nghìn. Thư Nhã, người giỏi đều không so được với người khác. Được rồi, vậy em đi chuẩn bị trước đi, anh sẽ tới ngay. Alo, lập tức chuẩn bị một phần đại lễ cho tôi, gửi tới Diệp gia. Chúng ta đi thôi, đi thôi. Thư Nhã, tặng cái bánh kem này thôi, em không thấy mất mặt chứ? Anh Tiểu Phàm, anh đã tự thuê nhà ở rồi. Chúng ta không so với người khác, cái bánh kem này là được rồi. Cũng đúng. Đi thôi. Ông nội, đây là quà Châu Thiếu tặng ông. Sao không thấy Thư Nhã đâu thế? Nó không về, mừng thọ ông sao? Ông nội, đây là quà Châu Thiếu tặng ông. Sao không thấy Thư Nhã đâu thế? Nó không về, mừng thọ ông sao? Nó ấy à, mới yêu một thằng nhà quê. Đi hẹn hò cứ như chưa thấy đàn ông bao giờ vậy. Cô à, có chuyện gì thế? Đừng nhắc tới nữa. Cả đời này, cô cũng chưa từng mất mặt thế. Nó không dẫn bạn trai tới mừng thọ ông nội sao? Đừng có mà đưa tới. Diệp gia chúng ta, không chấp nhận người này. Rốt cuộc là, người thế nào mà lại khiến Thư Nhã thích thế không biết? Nó là quán quân mỹ nữ ở Vân Châu chúng ta đó. Thiến Thiến, cháu đừng nhắc nữa. Cháu vừa nói là cô liền thấy khó chịu, như bị đâm con dao vào người vậy. Ông ngoại, cháu về rồi đây. Mày tới thì thôi, còn đưa theo thằng nhà quê này làm gì? Mày thấy Trần gia vẫn chưa đủ mất mặt à, mà còn dẫn tới hại Diệp gia. Ông ngoại, sao ông lại nói thế chứ? Anh Tiểu Phàm dù sao cũng là rể nhà họ Trần. Mừng thọ ông. Không phải chứ, đại thọ 80 của ông nội mà anh tặng bánh kem à? Đón sinh nhật không tặng bánh kem thì tặng cái gì? Thứ tôi tặng là ngọc hòa điền đáng giá hàng triệu. Vậy anh giỏi thật. Cầm cái bánh kem, cút đi đi, Diệp gia ta không chào đón cậu. Ông Diệp có nhà không? Có một món quà lớn được gửi tới cho ông,